Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Phản ứng khó hiểu của Hoài Lâm và Du Uyên sau khi Đạt G công khai hẹn hò Cindy Lư. Rạng sáng ngày 3 tháng 5, cộng đồng mạng được fan đứng ngồi không yên khi Đạt G chính thức lên tiếng về ồn ào yêu vợ cũ Hoài Lâm. Chia sẻ với báo chí, nam ca sĩ giải thích rõ quan hệ với Du Uyên. Anh cho biết mình và đối phương đã chia tay hơn một năm. Bên cạnh đó, chuyện Đạt G để lại món nợ 18.000 USD cho Du Uyên là sai sự thật. Câu chuyện gây xôn xao nhiều nhất là việc Đạt G xác nhận hẹn hò Cindy Lư. Giọng ca buồn của anh tâm sự: chỉ sinh là người con gái bên cạnh tôi, người ta vô tội, người ta cũng cần được yêu thương và tôi không muốn làm tổn thương cô gái này. Màn công khai hẹn hò này dĩ nhiên tạo nên cơn bão lớn trên mạng xã hội. Nhiều người vẫn tiếp tục buông lời mỉa mai cặp đôi Đạt G và Cindy Lư. Cộng đồng mạng cũng tò mò không biết phản ứng của Hoài Lâm và Du Uyên như thế nào. Theo dõi trang cá nhân của Hoài Lâm, nam ca sĩ không hề có bài đăng mới kể từ ngày 30 tháng 4 đến nay. Mặc dù vừa mới ra mắt MV, nhưng anh chàng lại khá im ắng, chỉ chia sẻ vài bài PR cho sản phẩm. Đây không phải là lần đầu tiên Hoài Lâm chọn giữ im lặng giữa những ồn ào. Trước đó khi tin tức ly hôn xuất hiện, giọng ca hoa nở không màu, cũng không có bất cứ động tĩnh nào trên trang cá nhân, chỉ bình luận cảm ơn dưới bài đăng của vợ cũ. Trái ngược với Hoài Lâm, Du Uyên lại gây xôn xao vì động thái trên mạng xã hội. Ngay sau khi tin tức Đạt G xác nhận hẹn hò với Cindy Lư nổ ra, cô nàng đăng status mặt cười tươi, đáng nói một lúc sau nữ ca sĩ lại gỡ bỏ, thay vào đó là chia sẻ bài hát Hành tinh buồn tên, kèm chú thích âm nhạc không có lỗi, âm nhạc là để thưởng thức, nghe nhạc đi ngủ thôi nào. Cộng đồng mạng bắt đầu đồng đoán về hai bài đăng của Du Uyên. Có người cho rằng cô đang nhắn gửi đến Đạt G, nhưng cũng có ý kiến nghĩ Du Uyên chỉ chia sẻ vu vơ mà thôi. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.